Vốn ra ta muốn tặng nó cho cô, mà ta lại sợ cô không thích. Đừng vì quá khứ mà thương cảm, bởi vì ta muốn thấy cô cười. Đẹp thật đó. Phi Bạch này, ta chứng kiến cậu ấy lớn lên từ nhỏ. Cô xem cậu ấy cũng không thích cười, trầm mặc ít nói. Thâm tâm cậu ấy khổ hơn ai hết. Này, nhưng lại lương thiện hơn bất cứ ai đó. Thổ loạn thế bây giờ, một cô nương có tìm được một chỗ dựa tốt hay không mới là quan trọng nhất. Cô và Phi Bạch đúng là một cặp trời sinh mà. Sao thế, từ lúc bước vào đã mặt mày ủ rũ, vui đến ngây người sao? Vui lên một chút đi mà, hôm nay là ngày vui của cô mà. Được rồi, nào nào, chúng ta đi thôi. Cẩm Tú cô nương, hầu gia bảo ta mang khế thư của cô đến. Cô giữ gìn cẩn thận. Ta chỉ hy vọng cô ở Tử Viên có thể tận hưởng niềm vui của một người phụ nữ bình thường. Nếu cô vẫn không khắc phục được chướng ngại trong tim mình, ta cũng không làm khó cô. Ta sẽ cho cô được tự do kiếp này, vô lo vô nghĩ. Nguyên Phi Bạch, ta thường tự hỏi trong tâm có núi sông, nhưng lại cảm thấy bất lực trước cô. Hãy để ta ở bên cô suốt đời này có được không? Hôm đó ở Tây Lâm, ta sẽ không bao giờ quên. Ta biết cô không hề tự nguyện, cô yên tâm, ta sẽ không để cô chịu ấm ức nữa đâu. Sao lại vén khăn che đầu lên thế? Không thì sao? Ta nên ngồi ở đây vui vẻ làm tiểu thiếp của ngài à? Hay là nửa đêm nằm trong lòng ngài, nghe ngài kể đã phụ muội muội ta như thế nào? Hay ngài định dùng thủ đoạn bị ổi ép ta ngoan ngoãn vâng lời? Mộc Cẩn, nàng cứ phải nói chuyện với ta như thế sao? Thằng tiểu tử thối này, hôm nay là ngày vui của Tam gia. Người ở ngoài này phá đám gì chứ? Đi đi đi. Ta biết nàng bức bối trong lòng, ta cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Nàng hiểu lầm rồi, chúng ta không có. Hai người không có sao?
Ta không muốn nói thêm gì cả, nhưng ta có nỗi khổ của mình. Xin nàng hãy tin ta, trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi. Lẽ nào những lời ngài nói với Cẩm Tú sau núi giả là ảo giác của ta sao? Ngài coi tiểu muội chúng ta là một lũ ngốc à? Nếu nàng có thể xuống tay thì hãy làm đi. Là ngài phụ lòng muội muội trước, rồi lại bảo cha ngài bắt ta uống sinh sinh bất ly. Nguyên Phi Bạch, rốt cuộc ngài có bao nhiêu bộ mặt vậy? Nàng đã uống sinh sinh bất ly sao? Đến giờ ngài vẫn còn giả vờ sao? Ta còn hy vọng gì vào ngài nữa đây chứ? Chỉ là ta đã gửi gắm chân tình nhầm chỗ rồi. Chân tình, nàng cũng thích ta có phải không? Ta chỉ mù mắt nhìn nhầm người thôi. Nàng có nhớ lúc nàng còn nhỏ từng dùng cung đạn cứu một đứa trẻ trên lưng con ngựa đang nổi khùng lên không? Đó chính là ta. Về sau nàng đã đến Nguyên phủ, ta đã nhận ra nàng từ chiếc cung đạn nàng làm. Không một ai biết. Hồi đó ta đã vui đến chừng nào. Ta nôn nóng muốn nhận lại nàng, nhưng ta không dám. Vì xung quanh ta có quá nhiều minh thương ám tiễn. Nhiều quá rồi, ta không thể, cũng không muốn kéo nàng vào cơn nguy hiểm của ta. Nên ta đã âm thầm kìm nén nỗi nhớ với nàng. Nhưng ta không thể ngờ, thì ra tình yêu và nỗi nhớ là thứ không thể khống chế được. Ta càng không muốn quấy rầy cuộc sống yên ả của nàng. Nỗi nhớ trong lòng ta lại càng lúc càng sâu hơn. Mộc Cẩn à, ta thích nàng, nhưng ta không dám đến gần nàng, vì ta chỉ sợ người khác biết vị trí của nàng trong lòng ta. Ta sợ người khác gây bất lợi cho nàng. Trong trái tim của Phi Bạch này chỉ có đúng một nữ tử, chính là Hoa Mộc Cẩn nàng thôi. Ta sẽ coi nàng quan trọng ngang với sinh mệnh của ta. Hãy tin ta, đừng hận ta nữa có được không? Ta chỉ tin vào những gì ta nhìn thấy, nghe thấy. Không có bất cứ ai có thể ức hiếp muội muội ta nữa. Hoa Mộc Cẩn ta, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Đêm nay, nếu ngài dám động vào ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngài. Hoàng thượng, sức khỏe này của trẫm càng lúc càng không ổn rồi. Trẫm thực sự không yên tâm được. Bây giờ đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết hát đạo điền đậu, lục dầu dầu, ương thành sách, bạn viên hầu. Viên hầu là nguyên, đậu là đậu giá. Lập tức truyền đậu tướng vào cung, tiểu nhân sẽ đi triệu ngay đây.
nếu đầu non đã bừng bừng khí thế, buộc chân nguyên hầu, vậy thì hôm nay trẫm chỉ đành ra tay với cây đậu non này. Nhưng bệ hạ, long thể của người vẫn chưa thấy khởi sắc. Nếu vào lúc này còn lao tâm nhọc lòng vì chuyện của đậu tướng gia, e rằng long thể của người sẽ càng thêm khó lành sao? Thân thể của trẫm e là phải trở về với đất bụi rồi. Trước khi trẫm ra đi, nhất định phải cảnh cáo tên đậu anh hoa đó. Trẫm sống còn có thể canh giữ cái mầm đậu này, trẫm mà chết chỉ e là cái mầm này sẽ biến thành cây mất. Hoàng thượng, người đang độ xuân thu mà. Trẫm biết bệnh của trẫm đã vô cùng nguy kịch rồi, chẳng còn bao ngày nữa. Lần này trẫm triệu đậu tướng vào cung chính là để thăm dò thái độ của hắn, xem hắn có hài lòng không. Cho nên Trương Văn Nghĩa triệu cả Nguyên Hậu vào cung chuẩn bị. Đây là ngọc tỷ truyền quốc, trẫm tạm giao cho ngươi đề phòng vạn nhất. Hoàng thượng, đi đi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Hoàng thượng, kể từ hôm nay ta gả Hoa Mộc Cẩn cho Phi Bạch làm thiếp. Cô nương, ngươi làm sao thế? Tại sao tất cả mọi thứ trên đời này đều không như ý nguyện? Nô tỳ không biết cô nương cầu chuyện gì, nhưng trong mắt nô tỳ, cô nương đẹp tựa thiên tiên, rất được hầu gia sủng ái. Một bộ quần áo cô nương mặc chính là bổng lộc một năm của nô tỳ. Một cái bàn trong phòng cô nương đã đủ cả nhà nô tỳ ăn cả đời rồi, bao gồm cả nô tỳ luôn. Tử viên bao nhiêu người đều rất ngưỡng mộ cô nương. Phải rồi, ta cũng chưa từng nghĩ có một ngày ta cũng mặc y phục lụa, uống tuyết cáp, ngủ trên giường gỗ. Sau này nương nương sẽ chỉ mặc đẹp hơn nữa thôi, ở tốt hơn nữa. Lúc 8 tuổi ta đến đây lần đầu tiên, ta cảm thán Tử Viên sao có thể lớn như thế, Đình Đài Lâu Các sao có thể hoành tráng đến vậy. Cảm giác phú quý giống như ta đứng ở Tử Viên nhìn xuống cả Đông Đô, tưởng là có thể nắm bắt tất cả, bao gồm cả vận mệnh của mình. Hầu gia, khế ước bán thân đã trả lại cho nàng rồi. Nếu nàng muốn rời khỏi Tử Viên thì có thể đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ tặng nàng một phủ 200 lượng vàng, tuyệt đối không nuốt lời. Cẩm Tú sẽ không rời xa hầu gia. Cẩm Tú không đi đâu cả. Được, vậy thì theo ta cùng đi kinh thành. Ta cần nàng. Vâng.
Mộc Cẩn là cha con Nguyên Gia, ép bụi thành thiếp của Nguyên Phi Bạch Sắc. Mộc Cẩn, để tại ta yếu đuối quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội rơi vào hố lửa. Ca ca, huynh không sao chứ? Không sao. Quan Tiệm, huynh hôm nay sao thế? Xin lỗi đại công tử, tiểu nhân lỡ tay. Dậy đi. Trên sàn đấu võ nên như thế. Nếu chúng ta cứ nhường, chuyện này sẽ rất vô vị mà. Thuộc hạ lỗ mãng, đại công tử không sao chứ? Ta không sao. Chỉ là Quan Tiệm huynh có phải có tâm sự gì không? Bẩm đại công tử, tiểu nhân đột nhiên nhớ đến một số chuyện cũ, cảm thấy vận mệnh quá là bất công. Nhưng người thân phận thấp hèn như chúng tôi, có những lúc đến người mà mình quan tâm cũng không bảo vệ được nữa. Nhìn thấy đối phương nhảy vào trong hố lửa cũng không thể làm gì. Phải đó, hoàng thượng đã hạ chiếu lệnh phụ hầu về kinh thương thảo hôn sự của ta và công chúa Thục Kỳ. Cho dù là ta vô cùng không muốn, nhưng là trưởng tử Nguyên gia, ta phải lấy người mình không thích, thiên gia quý nữ. Trên thế gian này bất luận là cao thấp, giàu nghèo, chỉ cần huynh không phải người ở tầng cao, vận mệnh đều bất công. Năm ta 10 tuổi, ta đã bị ép đưa vào hoàng cung. Tên là Độc Cùng. Thật ra là con tinh. Các công chúa thiên gia luôn lấy ta làm trò đùa, sỉ nhục ta. Vận mệnh ở con người luôn là muốn mà không có được. Chẳng trách rằng nhiều người luôn muốn tranh quyền đoạt thế. Thiệt ra thứ họ tranh không phải quyền thế, mà là tư cách thao túng vận mệnh. Đại công tử yên tâm, hôn sự này chưa chắc người đã kết được, huynh đừng nói nữa. Hoàng thượng đã truyền Nguyên gia và Đậu gia vào kinh, hôn sự chẳng qua chỉ là lý do, thiên hạ sẽ có sóng lớn. Đại công tử, nhị tiểu thư, Tống xá nhân, hầu gia truyền hai vị đến tự thân các nghị sự. Ngài xem, gió đã nổi lên rồi. Bẩm hầu gia, theo như ngôn sinh thấy đó, lúc này bệ hạ lấy danh bàn hôn sự triệu kiến hầu gia vào kinh, khả năng cao là có chuyện quan trọng, chắc là muốn mượn tay hầu gia đối phó với Đậu Anh Hòa. Phi Bạch, con thấy sao? Hoàng thượng luôn kiên dè phụ hầu, sao có thể nâng đỡ phụ hầu làm lớn thế này chứ? Tống Minh Lỗi, nói suy nghĩ của ngươi đi. Vâng, thưa hầu gia. Theo thuộc hạ biết được, hoàng thượng không chỉ lấy danh nghĩa nghị hôn truyền hầu gia vào kinh, đồng thời còn lấy lý do khác truyền Đậu Anh Hoa vào kinh. Hiện giờ ngôi vị thái tử vẫn chưa định, hai nhà Nguyên Đậu như nước với lửa, lại có thế lực riêng. Thuộc hạ cho rằng lần này vào kinh e là bệ hạ có thâm ý, không thể không đề phòng. Lời của Minh Lỗi chí phải, bệ hạ giỏi nhất là cân bằng. Bất luận là Nguyên Đậu nhà nào có thể lực hơn thì đều không phải là điều ngài ấy muốn thấy. Mà hiện nay hai nhà Nguyên Đậu ngày càng lớn mạnh, các hoàng tử đều không tài giỏi, bệ hạ lại ngày càng già đi. Để bảo vệ giang sơn hiên gia, nhất định phải đi nước hiểm. Cũng chính là ngồi xem hai hổ đấu nhau, ắt có một con hổ bị thương. Thậm chí có thể mượn cơ hội này để tiêu diệt hoàn toàn hai nhà Nguyên Đậu cũng chưa biết được. Nhưng hầu gia cũng không thể kháng chỉ. Chúng ta lại không thể đưa nhiều người vào kinh. Bệ hạ rốt cuộc là muốn làm gì? Đậu Anh Hoa có dự định thế nào? Phải làm sao mới ổn đây chứ? Phi Bạch cho rằng phụ hầu tất nhiên là phải phụng chiếu vào kinh, nhưng chúng ta cũng phải có sắp xếp khác. Sắp xếp gì? Vua Phi Yến đã đoạt được Nhạc Châu,
Biên tái không có gì đáng lo. Phụ hầu sao không đưa một lượng nhỏ người ngựa đến biên thành trước? Sau đó lệnh Vi Phu Yến lui binh, mai phục ngoài biên thành. Đồng thời chúng ta có thể điều trọng binh đến Đông Đô. Lúc đó chúng ta theo phụ hầu vào cung, không biến số. Cho dù có biến số gì, chúng ta sẽ lập tức liên lạc với Nguyên gia quân Đông Đô, giết vào biên thành. Không tồi. Đông Đô cách biên thành không xa, lại là chỗ quan trọng. Hiện gia hành cung cũng ở Đông Đô. Lỡ như mà lần này bề hòa hoặc đầu anh Hoa thay đổi, hầu gia cũng có thể đứng song hành với họ như thế. Các người có biết độ nặng nhẹ của chữ đứng song hành này không chứ? Thuộc hạ biết, con biết. Truyền lệnh của bổn hầu, cho 500 tinh nhuệ lập tức bí mật khởi hành. Nguyên gia ám sĩ và các vị ngồi đây, theo bổn hầu vào kinh, ngày mai khởi hành. Vâng. Tiểu nhân đột nhiên nhớ về một số chuyện cũ, cảm thấy vận mệnh đúng là bất công. Người thấp hèn như chúng tôi đây, có lúc đến người mà bản thân mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Quan Tiềm, người mà chàng nói rốt cuộc là ai thế? Ngài phải đứng nhất đó Tam gia. Bảo trọng. Tam công tử bảo trọng. Tam công tử. Bảo trọng. Này, nhìn gì thế? Ta vừa rồi còn một bộ xa cách với người ta vậy mà. Tam gia nhà ngươi có gì hay mà nhìn? Ta chỉ nhớ đến muội muội và nghĩa huynh của ta thôi. Bọn họ cũng đi theo hầu gia vào kinh mà. Nhiều người đi theo hầu gia như thế, rốt cuộc có chuyện gì? Tam gia, tạ Tố Huy. Bị lừa rồi có đúng không? Còn nói mình không quan tâm chút nào. Tam gia, tạ Tố Huy. Chính vì ta luôn do dự mới cho nàng cơ hội từ chối ta hết lần này tới lần khác. Nhưng bây giờ ta sẽ không thế nữa. Dù nàng có đồng ý hay không, ta cũng muốn bọc cẩn nàng ở lại bên cạnh Phi Bạch ta, làm nữ nhân của ta cả đời. Ta biết nàng vì cây trâm Đông Lan Bạch Ngọc này mà đã hiểu lầm ta rất nhiều. Đây là thứ mẹ ta cho ta, vốn là một đôi. Cái còn lại đang ở đâu ta không cần biết. Ít nhất thì cái này là vật chứng kiến duyên phận của chúng ta. Ta muốn nàng đeo nó. Tố Huy, gần đây tâm trạng của thiếu phu nhân không được tốt, người phải để ý một chút. Nếu có gì sai sót thì ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Ta vĩnh viễn không thể trở thành nữ nhân của huynh được.
Đừng cản ta, thả ta ra. Đừng giãy, bỏ ta xuống. Đừng cản ta, ta phải đi cướp mộc đầu của ta về. Nguyên Phi Giáp, ngài đã trưởng thành rồi. Ngài nên chinh phục Thảo Nguyên như một con sói kìa, chứ không phải là vì một nữ nhân thất lễ ở đây. Sói gì, Thảo Nguyên gì, ta mặc kệ. Tên khốn Nguyên Phi Bạch, hắn dám cướp mộc nha đầu của ta đi. Ta phải giết chết hắn đây. Thả ta ra, quả nhĩ nhân. Ngài đã trưởng thành rồi. Thả ta ra. Thả ta ra, quả nhĩ nhân. Thả ta ra, quả nhĩ nhân. Bích Oanh, cô nương đi mang chút nước đến đây đi, để cho tứ công tử bớt giận. Ta muốn đi tìm Nguyên Phi Bạch, ta muốn giết chết hắn. Tứ công tử đừng thế này mà, nghe lời quả tiên sinh đi. Tứ công tử, đời này ngài và Hoa Mộc Cẩn hữu duyên vô phận, không bằng buông tay đi. Đúng rồi, mới đây mẫu hậu ngài gửi thư đến, nói công tử đã trưởng thành rồi, nên về quan nguyệt rồi. Sau này ngài sẽ là vua của một nước. Sao ngài có thể vì một nữ tử mà khóc lóc như thế chứ? Còn ta thể thống gì? Vua một nước thì không thể có một nha đầu sao? Ngài tự nghĩ đi. Nguyên Phi Bạch, ta muốn giết chết ngươi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Nguyên Thanh Giang đã vào rồi, chỉ mang theo một đội nhân mã nhỏ đến Vương Đô. Cái lão già hiên trung này, dừng, đột nhiên triệu bản tướng và Nguyên Tạc tiến cung, phong thưởng là giả. Trước khi hắn chết, muốn loại bỏ bản tướng giúp con trai hắn và Nguyên Tạc mới là thật. Nguyên Tạc còn tin tưởng hiên trung, lại còn phô trương thanh thế mà đến. Đúng là thời cơ trời cho, vừa có thể giúp ta giành được Điện Thành, vừa nhân cơ hội này diệt trừ Nguyên Tạc. Ta tin mọi người đều biết rất rõ, lần này chúng ta tiến kinh không phải là chuyện nhỏ. Bệ hạ có lẽ đã bày sát bố trận với ta. Bệ hạ hẹn ta vào cung lúc giờ Tị ba khắc, bây giờ vẫn còn hai canh giờ nữa. Ta lệnh cho Phi Yến đi đến ngoài thành Biện Lương tiếp ứng cho ta. Phi Bạch, có. Bây giờ con đi nghe ngóng tin tức ở trong cung đi. Vâng. Ta có một kế, sao tướng gia không nhân cơ hội này diệt sạch ổ giặc của Nguyên gia đi? Bản tướng cũng đang có ý này, để Phan Chính Việt soái lĩnh Phan gia quân đến Tây Đô, đến thẳng Tử Viên. Không, tất cả thế lực của Nguyên gia đều ở Tây Đô. Lỡ như Nguyên Thanh Giang mà giở trò, chẳng phải chúng ta sẽ tự dưng phí mất một đại tướng sao? Có người có thể giúp chúng ta một tay. Hầu gia, nếu ngài đã bày bố kế sách vẹn toàn, tại sao sắc mặt vẫn nghiêm trọng như thế? Điều ta lo lắng là người tính đâu có bằng trời tính chứ. Nếu biến cố trong cung vượt xa những gì chúng ta nghĩ, hôm nay thám tử mà chúng ta phái đến Tử Viên nghe ngóng về hậu nhân của Hoa Tân, truyền tin đến nói quốc quân Nam Quốc phái ra một đội sứ thần đi đến Tây Đô tìm cơ hội thông thương. Người đi đầu là cháu của hắn, thế tử Đoàn Nguyệt Dung. Tướng gia có biết phó tướng là ai không? Chẳng lẽ nào là tên mang tử Hồ Dũng? Đúng vậy. Không phải trước đây Hồ Dũng liên tục kề cận ngài, muốn ôm đùi của tướng gia ngài sao? Bây giờ người này đang ở Tây Đô. Một tin vui khác đó là đội nữ nhi của Hoa Tân cũng ở Tử Viên. Hàn tiên sinh, có. Người dẫn theo 500 ám vệ của Nguyên gia ra ngoài thành đến Quan Đạo, đến Đông Đô để tiếp ứng. Nếu cung biến mà quá lớn, chúng ta bắt buộc phải lập tức rút lui đến Đông Đô. Người đi mở đường. Vâng. Những người còn lại đợi lệnh ở biệt viện Nguyên gia với ta. Vâng. Không ngờ hiên trung lại bảo một mình ta tiến cung. Một canh giờ sau mới cho Nguyên Thanh Giang tiến cung. Thế này cũng tốt, để hắn đỡ làm hỏng kiện tốt của ta. Ổn thỏa rồi chứ? Đã chuẩn bị xong.
Bảo vệ tướng gia. Không phải là chủ ý của con. Không phải là chủ ý của con mà. Lần trước là do mẫu phi người thông đồng, lần này là đột tướng ép bức, đều không phải ý của ngươi sao? Trẫm lại có một đứa con trai sao mà ngu như ngươi chứ? Bệ hạ, lúc này đây bệ hạ còn cười được. Trẫm nhớ lại trước đây, khi vừa mới bắt đầu trọng dụng ngươi, ngươi sợ trẫm làm bẩn giày, cứ muốn trẫm dẫm lên ngươi để xuống ngựa. Lúc đó ngươi nằm ở trong bùn giống hệt như một con chó. Ngọc tỷ, giao bệ hạ ra đây. Đậu Anh Hoa, ngươi thiệt là to gan. Trẫm đã sớm lường trước dạ tâm độc ác của ngươi. Trẫm muốn ngươi cho dù nắm đại quyền trong tay cũng như cỏ sát vào lưng, ăn không ngon, ngủ không yên, vĩnh viễn không được yên thân. Đi cứu Phục Triệt. Nguyên Hồng, trẫm giao lại mọi việc cho khanh. Đậu tướng, đừng, đừng mà. Phản tặc to gan, dám giết vua mưu phản. Hầu gia à, đông người quá. Rút, rút mau. Điện hạ đừng sợ, chúng ta được Nguyên Hầu phái đến ứng cứu. Giết cho ta. Phụ hầu, điện hạ đi mau. Được. Điện hạ đi mau. Lại đây. Đi mau. Để ta. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn mau. Không kịp rồi, đi thôi. Đưa con cho ta. Bạn Hiếu, bạn Hiếu, đưa con cho ta. Bạn đưa bé đi. Được. Đi. Hồ soái, Mạc tướng đã thăm dò xung quanh tử viên. Mặc dù chủ tướng ở ngoài, nhưng Nguyên phủ vẫn rất kín kẽ. E là chúng ta rất khó ra tay. Tên khốn nhà ngươi đang hạ thấp sĩ khí của lão tử. Mạc tướng đáng chết. Đậu Anh Hoa gửi thư nói, trong Nguyên phủ có nội ứng của hắn.
sẽ phối hợp với chúng ta làm loạn bên trong trước. Tới lúc đó, Phan Chính Việt dẫn quân xông vào. Lão tử trong ngoài đều có người, có gì khó chứ? Chủ soái Anh Minh, xuất phát, xuất phát. Dừng. May mà ngựa của chúng ta nhanh, trước khi sương xuống rời khỏi rừng cây kia. Nếu không tối nay là quỷ dựng tường rồi. May mà lần này ra ngoài, Tống xá nhân đã lường trước tình huống xấu nhất, tìm ra con đường này cho chúng ta. Nhị ca quả nhiên là xá nhân của Hầu gia. Báo. Báo cáo Tam công tử. Đậu Anh Hoa cấu kết với Nam Quốc quân Hồ Dũng tập kích Tử Viên, còn phái Phan Chính Việt đi trợ giúp. Hỏng rồi, Hồ Dũng trước giờ nổi tiếng lạm sát, Tử Viên gặp nguy hiểm, tỷ tỷ ta còn ở đó. Lần này là kế của đầu tặc. Nếu chúng ta quay về chi viện, hắn nhất định dốc sức đánh Đông Đô. Nếu chúng ta không về, một khi Hồ Dũng thành công, đầu tặc ắt sẽ chiếm Tử Viên, thôn tính Tây Đô. Vậy chúng ta quay về, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Khoan đã, Tam công tử. Tống xá nhân và Cẩm cô nương đến Tử Viên báo tin. Rõ. Vua tướng quân, có. Ta thống lệnh 300 người giải vây cho Tử Viên, những người còn lại giao huynh cầm quân, tiến về thành Đông Đô giải cứu cho phụ hầu. Nhưng mà đây là quân lệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Đi theo ta. Đi. Mộc Cẩn, muội đừng gặp chuyện gì nhé. Đi. Bảo Cẩm Tú và Tống Minh Lỗi về trấn thủ Tử Viên đi. Nhưng chuyện ở Đông Đô chưa kết thúc, ta vẫn còn rất nhiều chỗ cần đến phi bạch. Sao nó có thể không làm tròn trách nhiệm mà bỏ đi như vậy chứ? Phụ hầu, đội quân của Phan Chính Việt có 3-4 nghìn người, một chút binh lực của phi bạch sao có thể đối chọi được? Không thể được. Đầu tặc đã giúp tứ hoàng tử xưng đế biện thành, có lẽ sẽ xuất quân tới Đông Đô. Nếu lúc này chúng ta quay về Tây Đô, e là sẽ mất đi cơ hội xoay chuyển tình thế, thậm chí là sẽ mất luôn tấm bình phong sau cùng là Đông Đô. Phụ hầu, Phi Yên vẫn còn ở Tử Viên. Các người tưởng rằng Tử Viên thất thủ là kết quả xấu nhất à? Nếu ta không tính nhầm, đợi khi Phi Bạch đến, Hồ Dũng và Phan Chính Việt đã hội họp rồi. Nó làm thế không phải là chi viện, mà là tự chui đầu vào rõ. Vua Phi Yến, có thuộc hạ. Người thống lĩnh 500 kỵ binh lập tức lên đường ngăn chặn Phan Chính Việt, quyết không thể để hắn hội họp với Hồ Dũng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngày mai tứ công tử sẽ quay về Quan Nguyệt Quốc. Quan Nguyệt nữ vương gửi thư, nó là tứ công tử thành niên rồi, phải về cố quốc thôi. Ngày mai quả tiên sinh sẽ đưa công tử quay về, mà quả tiên sinh cứ sợ công tử đến gặp muội cho nên vẫn luôn nhốt cậu ấy đó. Mộc Cẩn, hay là muội đi gặp cậu ấy đi. Dù sao lần này đi, không biết tới khi nào mới gặp lại được. Sao ta đi được chứ? Thôi đi. Hãy để thời gian giúp huynh ấy quên hết tất cả cái xấu lẫn cái tốt đi. Lần này bọn họ đi, Ngọc Bắc Trai cũng trống rỗng. Ta cũng không biết nên đi đâu đây. Tứ công tử, sao cậu lại đến đây? Mộc nha đầu, ta muốn gặp muội. Ta đã tuyệt thực để xin quả nhị nhân cho ta gặp muội lần cuối đó. Tứ công tử à, tứ công tử, nghe nói ngày mai sẽ lên đường. Tam nương cũng chứng kiến cậu trưởng thành, đúng là có chút không nỡ. Ta đi làm mấy món cậu thích ăn nhất, có được không? Đợi ta nha, ta xuống ngay. Tam nương, nghe nói tại bếp núc của bà rất giỏi, hôm nay Bích Oanh muốn học hỏi kinh nghiệm. Được, đi theo ta nào. Mộc nha đầu, muội đi theo ta có được không? Với thân phận hiện tại của Mộc Cẩn, nếu đi theo cậu thì sẽ khiến cho cậu và Nguyên gia trở thành trò cười của thiên hạ.
Ta không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Thế nên muội quyết tâm ở bên Nguyên Phi Bạch sao? Mộc Cẩn ở bên huynh đệ tỉ muội của Tiểu Ngũ Nghĩa. Chúng ta bên nhau bao năm qua đùm bọc lẫn nhau, trải qua không ít chuyện. Ta thực sự không nỡ xa họ. Cậu mãi mãi là đệ đệ tốt của ta. Tướng quân, Hồ Phi Yến này thực sự dũng cảm. Đoàn phía sau vẫn chưa hề động, chỉ dựa vào mấy người liền chém cả 10 thượng tướng của chúng ta, bị thương hơn 200 người. Hắn chặn ở đây chúng ta thế nào mới được chứ? Tướng quân, phái người thông báo Hồ Dũng hủy lần hành động này. Rút, rút đi. Hồ soái đã mai phục xong rồi. Được, lệnh xuống dưới lập tức hành động. Hồ soái, có thư gửi tới nói đợi bọn chúng ta đợi Phan Chính Việt sao? Phan Chính Việt là hãn tướng. Dệ công có thể rơi vào ta sao? Truyền lệnh xuống dưới lập tức hành động. Rõ. Ta nhớ ta ngã từ cây xuống, xong có một kẻ đáng ghét cười ở bên cạnh. Ở Tây Phong Uyển, vì cô với Tam Ca đánh nhau. Tứ công tử à, từng chuyện một, từng thứ một, cô còn nhớ không? Sau khi vào cung, chăm sóc nữ hoàng cho tốt, làm hoàng thượng cho tốt nhé. Cô sẽ tới gặp ta có phải không? Chúng ta còn gặp lại phải không? Một nhà đầu, huynh điên rồi sao? Mà ngồi xuống. Ta sẽ đánh bại Đông Đình. Như vậy ta có thể gặp cô bất kỳ lúc nào. Phụ hầu huynh cũng là người Đông Đình. Lẽ nào huynh mặc kệ ông ấy sao? Đúng thế, ông ấy cũng là người Đông Đình. Huynh mới uống có vài ly, vẫn là nước, mà đã nói linh tinh rồi. Ta uống say rồi. Không đúng, ta nhớ đây là nước mà. Ta chưa uống say, ta phải đánh bại Nguyên Phi Bạch. Ta phải cướp cô từ tay hắn. Nguyên Phi Giác ta nói được làm được, Mộc nha đầu. Chúng ta uống thêm ly nữa. Đừng uống nữa. Uống vẫn là uống nước, sao lại nói linh tinh rồi? Ta đâu phải là biển chứ. Sao mà chưa được nhiều như thế? Đau đầu thật. Ta sắp phải rời khỏi Mộc nha đầu rồi. Đây chắc chắn là nằm mơ. Ta còn muốn uống nữa. Uống nhiều mới tỉnh lại được. Mộc nha đầu còn bên cạnh ta.
Rượu này khó uống thật đấy. Phi Giác à? Phi Giác, Phi Giác, Bích Oanh. Cười ta sao? Với tử lượng của huynh, huynh đó. Nhưng liệu tổng quản có người? Người đâu? Người nào? Chúng ta đi về phía trước rồi uống thêm vài vò. Được, đi. Mau về Tây Doanh gọi cứu binh đi. Người đâu đuổi cho ta? Người còn lại đi theo ta. Đi. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Đứng lại mau. Đi. Có địch, mau đóng thành lại. Mau, mau, vào đi. Quân địch tập kích. Quân địch tập kích. Quân địch tập kích. Đi. Đợi chút, ta là Liệu tổng quản đấy mà. Mau đóng cửa, ta đi báo tin. Rõ. Đúng là có nội ứng. Quân địch tập kích. Mọi người mau chạy về sau núi đi. Chạy mau. Ta đã báo ngươi không cần đi theo rồi mà. Dạo phố thôi có gì nguy hiểm chứ. Mau đóng cửa mau. Nam quốc xâm nhập. Cửa biên nguy hiểm, đừng để người Nam quốc vào. Nam quốc xâm nhập. Cửa biên cấp báo, đừng để người Nam quốc vào thành. Liên giáo đầu, liên giáo đầu. Là liên giáo đầu đấy, làm sao đấy? Người Nam quốc. Chúng ta không phải người Nam quốc sao? Không đúng. Sao lâu rồi chưa nhìn thấy Hồ Dũng? Vị tiểu thư, mau theo ta. Từ chức bảo vệ ra ngoài. Đi về sau núi. Tứ công tử còn ở đây, ở phía sau kìa. Đi, mau cứu người thôi. Một cô nương, cô không sao chứ? Quả tiên sinh, ông mang hai người này đi. Vậy con cô, ông mang hai người hôn mê đi. Đã là rất khó khăn rồi, nếu mà mang theo ta nữa không ai được cả. Ông yên tâm, ta trúng độc không nặng, vẫn còn chống cự được. Bây giờ ta đi tìm Tam Nương, cô cẩn thận chút nhé. Bảo vệ một cô nương. Đi mau. Đi mau, một cô nương. Đi mau. Một cô nương, đi mau đi. Đi, Tam Nương. Tam Nương. Nương. Mở cửa, Tam Nương à. Bảo vệ một cô nương, giao cô ấy cho Tam công tử. Mẹ. Tam Nương. Tam Nương. Mẹ. Đi đi. Tam Nương. Đi mau đi. Tố Huy. Đi mau lên. Đi. Bảo vệ một mau đuổi theo đi. Đứng lại. Vị hổ ca, huynh dẫn một cô nương đi, chỗ này có ta rồi. Muốn đi thì cùng đi chứ. Mụ không sao chứ? Ta không sao. Đi, theo ta sau núi, nơi đó là nơi trốn của Tử Vi. Đuổi theo.
Đi theo ta. Cẩn thận, Nguyên gia có nơi bí mật thế này, sao muội biết được? Sơ Họa, Sơ Họa, bây giờ ta là người hầu của Hầu gia, biết cũng là bình thường, giao cho ta đi. Quan Tiệm, tham kiến nhị tiểu thư. Huynh có bị thương không? Ta nghĩ không còn gặp được huynh nữa. Tạ nhị tiểu thư đã quan tâm, tiểu nhân vẫn ổn. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, vừa rồi chạy không kịp hỏi. Nhị ca, Cẩm Tú, sao hai người lại tới đây? Đầu anh Hoa giết bệ hạ, Hầu gia, Hầu gia không kịp, còn bị đột kích nữa. May mà chúng ta, Hầu gia đã dẫn tam hoàng tử tới Đông Đô rồi. Vậy những người khác không sao chứ? Một cần yên tâm, tất cả mọi người đều không sao cả. Tố Huy à, ta biết huynh rất là buồn. Nếu huynh muốn khóc thì khóc ra đi. Đều tại ta, đều tại ta cả. Đều tại ta không bảo vệ mẹ ta. Đều tại ta không nghe lời bà ấy. Đều tại ta cả. Mẹ, mẹ, đều tại ta. Sao vậy Mộc Cẩn? Ta không còn sức lực nữa. Nhìn bộ dạng mọi người hình như đều trúng độc cả rồi. Độc này ta giải được. Đi, vào đi. Bị thương sao? Vào trong ngồi đi. Hồ Dũng ăn phải gan báo sao? Không đi gây chuyện với ai lại cứ đi tìm Nguyên Thanh Giác. Hắn muốn hai nước tranh chấp à? Mạc tướng càng lo lắng cho thế tử. Người Hồ Dũng mang đều là người mình. Thế tử bây giờ không khác gì rơi vào hang cọp. Bất luận ngài giận thế nào, nhịn vẫn là thượng sách. Đoàn thế tử, ngài không ở Di Hồng Lâu thưởng thức, tới chỗ ta để chịu khổ sao? Hồ tướng quân à, chúng ta tới Tây Đô không phải để kinh doanh sao? Việc gì? Lẽ nào ta hiểu nhầm hai chữ kinh thương sao? Ta làm việc theo hoàng mệnh. Hoàng mệnh là sao? Ta chưa nghe thấy. Thế tử, mặc dù ngài là cháu của hoàng thượng, nhưng ngài ấy không có lý do gì mà chuyện gì cũng phải báo cho ngài. Cũng đúng. Thả ta xuống, thả ta xuống mau. Thả ta xuống, tha cho ta đi. Này ngươi, qua đây. Thả ta ra, ta qua đây. Thả ta xuống, thả ta ra. Tham kiến thế tử. Sau này, cô ấy là thế tử của ta. Được. Bản tướng tặng cho thế tử. Đi, mau lên đi. Đi mau, quỳ xuống. Lão tử muốn thiếu nữ tươi trẻ. Đây là gì chứ? Giết hết cho ta. Vâng, đừng. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Vân, sau này nhớ kỹ tên bổn thế tử đặt cho mình nhé. Mong Chiêu. Vâng. Nam nữ già trẻ, những người có thể tìm được, đưa đến chỗ ta. Chết thêm một người ta hỏi tội ngươi. Vâng, thế tử. Đoạn Nguyệt Dung ta ở hang cọp này 10 năm rồi, chuyện gì cũng có thể làm, chỉ là không nhịn được thôi.
Mau đi đi. Đi đâu? Ngươi là ai? Ngươi không phải là người của ám cung. Công chủ, nô tỳ xuất thân ám cung, sau đó hầu gia đưa vào Đông Doanh, giờ là đầu lĩnh ám nhân của Đông Doanh, tên Thanh Mị. Ta từng xem tài liệu của ngươi, biết ngươi. Lần này đến vì chuyện gì? Ngài biết kho báu của Tử Viên, sao lại để hậu nhân Nguyên gia và nhà Tư Mã đời đời bảo vệ? Vì kho báu này liên quan đến tương lai của Nguyên gia. Hầu gia bảo ta khi ngài rời khỏi bảo vệ ám cung. Cung chủ tùy tiện đến đã là đại kỵ, giờ lại đem nhiều người đến như thế. Lỡ bí mật và kho báu bị phát hiện thì sao chứ? Tử Viên sắp bị hủy diệt rồi, còn nói gì đến kho báu chứ? Nếu mà không có kho báu thì Nguyên gia không có ngày hôm nay. Trước khi vào ám cung đều sẽ phải đi qua mê cung, dài và nguy hiểm lắm. Nếu không phải là người của ám cung, không ai sống thoát ra được cả. Ta đã đưa họ vào nơi sâu nhất của ám cung. Bí mật ám cung không ai biết được đâu. Còn nữa, không biết phụ hầu cho ngươi nhiệm vụ gì, nhưng ám cung này ta là chủ nhân. Chuyện của ta sẽ tự giải quyết tốt. Cung chủ, ngài mềm lòng như vậy, sớm muộn sẽ có ngày ngài hại ám cung đấy. Ta chỉ không muốn bất kỳ ai chết oan uổng. Phan Chính Việt à, Phan Chính Việt, không có ngươi, lão tử vẫn công hạ được Tử Viên như thường. Đầu anh Hoa, người chỉ có thể ngoan ngoãn, không có gì để nói, tuân theo lời hứa của chúng ta. Hồ soái anh minh, uy võ, báo. Hồ soái, Phan Chính Việt gửi thư. Sao? Phan Chính Việt trên đường bị trẹo chân, không đến được. Hồ soái, họ đã đi rồi. Cái gì? Phan Chính Việt nói, hắn đã đem người rút về Biện Thành rồi. Dừng chuyện công đánh Tử Viên lại, bảo chúng ta đừng xuất binh. Đây là Tử Viên của Nguyên Thanh Giang đó. Truyền lệnh xuống, rút quân. Không được, hô sái. Giờ chúng ta đã hủy hoại Tử Viên. Nếu giờ rút quân, Nguyên Thanh Giang sẽ truy lùng không tha đâu. Cũng đúng, Nguyên Thanh Giang sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta phải tìm thứ gì đó khống chế được họ Nguyên đó. Uống chút nước đi. Không cần, ta đỡ nhiều rồi. Bộ còn tưởng không gặp được tỷ nữa. May mà ông trời có mắt. Cẩm Tú à, tỷ còn tưởng muội vẫn vì chuyện của Tam Công Tử mà hận tỷ. Nếu tỷ sớm biết tình cảm muội dành cho Tam Công Tử, tỷ thà chết trong tay Liên Phu Nhân, cũng không vào tay Phong Uyển. Mọi thứ giờ đã không còn quan trọng nữa. Số mệnh của chúng ta đã được định sẵn rồi. Giờ muội là người của hầu gia, tỷ là người của Tam Công Tử. Muội tốt lắm, thật đó. Sơn động trên núi là nơi ẩn náu của họ. Người đâu? Người bắt sống được Nguyên Phi Yên. Bổn soái sẽ thượng lớn. Bắt sống Nguyên Phi Yên.
bắt sống Nguyên Phi Yên. Hồ soái. Ta nghe nói Nguyên Phi Yên là đệ nhất mỹ nhân Tây Đô. Muốn bắt sống cô ta, sao không nói tiếng nào với ta vậy? Đoàn Thế Tử, bên cạnh ngài không thiếu nữ nhân. Sao? Chơi chán rồi à? Nữ nhân thì ta không chê nhiều. Dù sao thì nữ nhân này bổn Thế Tử muốn. Báo. Nhị tiểu thư, Tống xá nhân sắp lục soát tới đây rồi. Nói sẽ bắt sống nhị tiểu thư đấy. Truyền lệnh, chuyển thêm nhiều đá làm phòng thủ đi. Các phủ binh còn có thể đi, hãy theo ta. Đi. Đi nào. Đi. Yên tâm đi, không sao đâu. Giờ bên Nam quốc đã sắp đến. Trước mắt chỉ có thể chọn người giả làm nhị tiểu thư xuống núi, dụ chúng đi. Sau đó chúng ta thừa cơ giải vây, đưa nhị tiểu thư đến nơi an toàn. Giờ Cẩm cô nương thân thủ tốt nhất, dáng lại gần giống nhị tiểu thư. Chỉ cần Cẩm cô nương đồng ý, giả làm nhị tiểu thư xuống núi. Liệu tổng quản biết tính toán quá à? Cẩm Tú tuy võ công cao cường, nhưng trời sinh mắt tím, người khác sẽ nhận ra ngay, không phải là nhị tiểu thư. Một cô nương nói đúng quá. Nếu muội muội không được, tỷ tỷ làm thay đi. Động vào một sợi tóc của một cô nương, bước qua xác của ta trước đã. Phong Hổ ca. Phong Hổ ca. Phong Hổ. Tỉnh đi Phong Hổ ca à. Phong Hổ. Liễu Ngôn Sinh, địch ngay trước mặt, ngươi lại giết người của mình. Liễu tổng quản, ngươi muốn tạo phản sao? Vì sự an toàn của nhị tiểu thư, ta phải phá vòng vây ngay, không được chậm trễ giây nào. Một số người chống lại, giết. Tại hạ nghe nói Tiểu Ngũ Nghĩa, Nghĩa Bạc Vân Thiên đang lúc gian nan, chắc chắn là các ngươi sẽ xả thân thôi. Mời hai cô nương mau chóng quyết định ai thay nhị tiểu thư đi. Người chỉ đang muốn ép Tiểu Ngũ Nghĩa ta thôi. Để ta đi cho. Không được. Một nha đầu, không được đi. Một Cẩn, ta đưa người đi kéo dài thời gian. Mọi người và nhị tiểu thư thoát vây đi. Quan Tìm, người không được đi. Báo, họ sắp công đến nơi rồi. Truyền lệnh xuống, ai chưa bị thương hãy đi theo ta. Vâng. Quan Tìm, tổng sản nhân ngươi muốn làm gì? Muốn họ chết cùng ngươi sao? Nếu ảnh hưởng đến nhị tiểu thư, Hầu gia sẽ xem Tiểu Ngũ Nghĩa ra sao? Nhị tiểu thư, để ta thay cô bảo vệ cô xuống núi. Không được. Được. Gan dạ không sợ hãi, không hổ là Tiểu Ngũ Nghĩa. Một cô nương, mời chọn phù binh. Để ta. Giờ họ có chuẩn bị mới đến. Núi sau đó bị bao vây, giờ ta ở đây cũng là đồ bỏ đi thôi. Xuống núi cứu được nhiều người hơn. Mạng của họ là mạng, của muội cũng là mạng mà. Hoa Bột Cẩn, không được đi. Chị ca, cô nhìn họ đi. Họ cũng muốn về nhà, mà chúng ta đều là cô nhi. Nỗi đau này ta hiểu hơn họ chứ. Thế nên không thể để nhiều người cùng đau khổ. Luận võ nghệ, muội không tốt bằng huynh. Nhưng ở đây chỉ có huynh và Cẩm Tú không trúng độc, võ công lại cao cường. Nhiệm vụ của hai người là bảo vệ cho mọi người. Cẩm Tú, hãy nghe lời ta đi. Có lẽ chị sẽ đến sớm hơn em. Mạng của mọi người giao cho hai người, ta tin ta sẽ không thất vọng. Giờ còn thiếu vài dũng sĩ chiến đấu cùng với ta. Ta không cưỡng ép ai. Mời đứng ra.
Ta đi. Ta cũng đi nữa. Ta cũng đi. Cùng đi nào. Con một, nhà có con nhỏ, mời về cho. Huynh đệ đồng quân, mời đệ đệ trở về. Các vị tướng sĩ, ta sẽ bẩm báo với phụ hầu lập bia cho mọi người. Hôm nay đồng hành cùng mọi người là vinh dự của ta. Nghe theo cô nương phân phó, một nhà đầu ta đã đồng ý với mẹ sẽ bảo vệ cho cô. Ta sẽ đưa cô an toàn về với Tam công tử. Đi cùng cô. Tố Huy tin ta đi. Đúng rồi, giao cho Tam công tử. Sau khi ngài ấy thấy sẽ biết cách cứu ta. Mộc Cẩn, Sơ Hỏa, yên tâm. Nhị tiểu thư, trước khi xuống núi, ta có chuyện cầu xin, chỉ cần làm được, ta nghe theo. Ta muốn đầu của Liễu Hôn Sinh. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng sao? Liễu Hôn Sinh làm tổng quản, lơ là cảnh giác, mới để người Sơn Trang hạ độc. Thân làm nam tử, ham sống sợ chết, bắt nạt nữ tử. Tên bất trung bất nhân này, chết không đáng tiếc, hỗn xược. Nhị tiểu thư, ta đưa cô lên núi đó. Nếu mà cô nghe theo kẻ khác, Nguyên gia không còn người trung thành nữa. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư à, họ sắp đến rồi. Nhị tiểu thư, thời gian gấp gáp, Mộc Cẩn chỉ có tâm nguyện này thôi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Nhị tiểu thư, giết hắn đi. 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 Hãy giết hắn đi. Cẩm Tú à, ác mộng kết thúc rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Hiện giờ Đậu Anh Hoa phò tá Tân Đế lập đô ở Biện Thành, chỉ dựa vào hai điều này, hắn đã có thể khống chế dư luận thiên hạ. Nếu lúc này chúng ta phát binh tấn công Biện Thành, sẽ bị chụp mũ khi quân mưu phản. Tới lúc đó, chỉ làm mất lòng dân mà thôi. Kế sách hiện nay là chúng ta phải nhanh chóng phò tá Tam Hoàng tử lên ngôi, tuân theo thánh dụ, bắt sống Nguyên Phi Yên. Bắt sống Nguyên Phi Yên. Đứng lại.
Đứng lại, vị tiểu thư đi trước đi. Đi trước đi mà kệ bọn ta. Cầm tú, tại tỷ tỷ không tốt, hại muội chịu khổ rồi. Bắt sống Nguyên Phi Yên. Sống lên, đi, đi. Bắt lấy bọn chúng, phòng bị, mau sống lên. Mau đưa nhị tiểu thư đi, ta chặn phía sau. Cẩn tú, chúng ta rút bên này. Chúng ta lạc mất nhị tiểu thư rồi. Liệu chúng ta có làm sao không? Nơi này nhiều cây dễ ẩn nấp. Chúng ta cứ trốn ở đây trước đi. Không được. Sao thế Tố Huy ạ? Ta phải đi tìm Tam gia. Một nhà đầu không thể gặp chuyện được. Tố Huy, mọi người trốn ở đây, ta đuổi theo cậu ấy đây. Nhị tiểu thư, cô an toàn rồi. Đừng quay lại. Mộc Cẩn, ta đến tìm tỷ đây. Bao đưa nhị tiểu thư đi. Đi mau lên. Nào. Tướng sĩ vì nghĩa, ngựa khỏe liều chết. Hoa Mộc Cẩn ta quyết không quên mọi người. Nhị ca, Mộc Cẩn, nhị ca sao huynh lại đến đây? Nhị ca đã hứa với muội rồi mà. Nào, Hồ Soái, sau khi Nguyên Phi Yên thúc ngựa vào núi thì không rõ tung tích. Tìm trong núi, tìm cho lão tử. Cho dù phải lật tung cả gầm trời này cũng phải bắt Nguyên Phi Yên về đấy cho ta. Vâng. Mộc Cẩn à, muội biết không, năm ngoái khi muội nhờ đại ca trộm hoa mai cho muội, ta đã hy vọng rằng người muội nhớ đến là ta. Ta chỉ muốn nói với muội rằng dù gặp phải chuyện gì, nhị ca cũng sẽ ở bên muội. Cuối cùng hứa với ta việc này có được không? Nhị ca, chỉ cần huynh không sao, ta sẽ hứa với huynh bà. Phải sống sót, phải cầm cự tới khi viện binh tới cứu muội. Nhị ca, đi, đuổi theo cho ta. Không được chạy, đứng lại, bắt lấy Nguyên Phi Yên, bắn tên đi. Nhị ca, nhị ca, nhị ca, nhị ca, buông ra.
đao. Sơ hỏa. Sơ hỏa. Người của quân Nguyên gia sắp đến rồi. Các người thử động vào cô ấy xem nào. Lão tự nói cho cô biết, lão gia nhà cô đang bị đầu anh hoa đuổi chạy tán loạn, không biết đang trốn ở đâu. Hôm nay lão tử không những phải xử cô ta, lão tử còn động đến cả cô nữa đấy. Các người xâm phạm tự viên, ta quyết không tha cho các ngươi đâu. Nơi đây cách Tây Đô 40 dặm, trừ khi Nguyên Thanh Giang mọc mũi chó có đúng không? Đúng. Hồ soái, Đoàn Thế Tử. Hồ soái à, ta muốn hỏi ngài một câu này. Trong quân doanh này, ai mới là đại ca? Tất nhiên là Thế Tử. Nếu vậy thì mọi chuyện đều phải do bản Thế Tử quyết định chứ. Tất nhiên. Hai nữ tử này giao cho bản Thế Tử đi. Thế Tử, không lẽ ông nói không giữ lời? Không đâu, đi theo ta. Mông Chiếu, đưa hai nữ tử này về quân doanh. Vâng. Hai cô đi theo ta. Nào Sơ Họa, nào đứng lên đi. Các người có thể ra ngoài rồi. Nguyên gia quân đã đuổi tới nơi rồi sao? Không phải, Nam Quốc quân đã đi cả rồi. Tốt quá rồi. Ta thấy Cẩm Cô Nương và Tống Xá Nhân yểm trợ cho Tam Phu Nhân thoát ra từ sau núi. Sau núi có một nơi lánh nạn của Nguyên gia ngày xưa. Chắc lúc này họ cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cẩm Tú rõ ràng đã đến Đông Đô, sao lại xuất hiện ở Tử Viên chứ? Không được, ta phải ra sau núi xem sao. Đi thôi. Chậm thôi, cẩn thận nào. Hương Cần cô nương. Đoàn Thế Tử, ngài... Phi Yến bái kiến Thế Tử. Phi Yến thay Nguyên gia cảm tạ ơn cứu mạng của Thế Tử hôm nay. Thay Nguyên gia. Cô nương, hình như trí nhớ của cô không được tốt lắm. Cô đã quên cái đêm thất tịch. Cô còn khóc lóc gọi ta một tiếng Cẩm Tú. Ta không nhớ nhầm chứ? Mộc Cẩn cô nương. Cẩm Tú. Hóa ra người đó là Đoàn Thế Tử sao? Hóa ra ngài đã sớm biết ta không phải Nhị tiểu thư. Vậy tại sao ngài lại cứu ta? Cô là số ít người nhìn thấy đôi mắt tím này của ta mà không có địch ý. Bỏ đi, hai người mau đi đi. Hồ Dũng sẽ mau chóng dở trò. Đa tạ Thế Tử. Nhưng nếu chúng ta đi, ngài biết ăn nói với Hồ Dũng thế nào? Cô đâu phải người của Nguyên gia. Bạn Thế Tử cần ăn nói gì chứ? Thế Tử, ngài cho chúng ta đi rồi mà. Ta cho các cô đi, nhưng không thể để các cô cứ thế mà đi được. Đừng nhìn ta như thế chứ. Đâu có bảo cô lấy thân báo đáp đâu. Thế Tử, ngài muốn Mộc Cẩn làm gì? Mộc Cẩn nhất định sẽ dốc hết sức. Thật ra lần này ta phụng lệnh Nam Quốc Hoàng đế, thống lĩnh thương đội đến mua bán.
Chỉ là không ngờ Hồ Dũng lại ngấm ngầm cấu kết với Đậu Anh Hoa, còn phá hủy Tử Viên. Những cái chuyện này Bản Thế Tử hoàn toàn bị che mắt. Mộc Cẩn hiểu rồi. Sau khi quay về, Mộc Cẩn nhất định sẽ nói với Hầu Gia chuyện này không liên quan đến Thế Tử. Vậy thì tốt. Hôm nay cảm ơn Thế Tử. Bảo trọng. Cô cũng bảo trọng.